Thưa quý vị và các bạn, trong suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh, game online hay còn gọi là trò chơi trực tuyến thường mang đến cho con em mình những tác động tiêu cực. Tuy nhiên, tại một ngôi trường trung học phổ thông tại Hà Nội, một dự án được lấy cảm hứng từ game online hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm không chỉ của học sinh mà còn với cả những bậc phụ huynh bởi hiệu quả mà nó mang lại. Để biết dự án đó là gì, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Đây là một nhóm học sinh của trường trung học phổ thông thực nghiệm Hà Nội. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng mỗi tuần các em vẫn thu xếp thời gian gặp nhau để cùng nhau làm một việc, đó là xây dựng ngôi trường trong mơ của các em. Thư viện với rất nhiều kệ sách, hội trường lớn với thiết kế có thể chứa được tất cả học sinh của trường, khu vườn trồng cây để những bạn học sinh bị thầy cô phạt có thể sửa sai bằng cách chăm sóc các loại rau trái. Bên cạnh đó là các loại sân tập thể thao như bóng rổ, chạy marathon, bể bơi, v.v. Đó chính là những phác họa sơ qua về ngôi trường mơ ước mà nhóm học sinh này xây dựng. Điều mà em thích nhất khi tham gia dự án này đó là em có thể tạo nên một ngôi trường mà có những đầy đủ tiện nghi mà học sinh hay là các bạn cùng trang lứa với em đều muốn học trong đó mà không bị giới hạn bởi vật chất và tinh thần. Dự án Trường học trong mơ được xây dựng và phát động bởi chính những thầy cô trong trường trung học phổ thông thực nghiệm. Điều đặc biệt chính là dự án này sử dụng một trò chơi trực tuyến có tên Minecraft để làm công cụ giúp các em học sinh phát huy sự sáng tạo. Minecraft là một trò chơi quen thuộc của rất nhiều bạn trẻ với các phiên bản khác nhau. Đây là trò chơi có nhiều tiêu chí phù hợp với phương pháp giáo dục theo hướng mở nên đã được các giáo viên của trường lựa chọn. Thực ra khi mình là giáo viên thì mình thấy các bạn học sinh thường là dùng thời gian nhiều để chơi game. Mà chơi game thì mất rất nhiều thời gian và làm cho việc sao lãng. Thì mình tại sao mình không nghĩ là dùng chính cái game đó để mình dạy học. Bản chất là dự án Dream School của mình thì cũng dùng những phần mềm đơn giản các bạn đang chơi hàng ngày, vừa cho học sinh sự trải nghiệm, sáng tạo và qua đó thì làm cho việc học toán hay việc học môn vật lý hay xây dựng dự án học tập có ý nghĩa hơn và học sinh cảm thấy hào hứng hơn. Khi tham gia xây dựng trường học trong mơ, học sinh được tiếp xúc với phương pháp lập trình đơn giản. Ngoài ra, các em cũng có thể ứng dụng kiến thức về toán học, vật lý bằng cách tính toán khối lượng vật liệu cần sử dụng để xây các hạng mục của ngôi trường. Trước hết là về mặt công nghệ thông tin, học sinh phải sử dụng được và các em biến những cái trò chơi như trước đây các em chơi như là chơi game ấy, thì bây giờ lại là thành những cái trò chơi học tập. Tức là các em tự xây dựng như vậy, tức là ngay trong phần các em muốn, các em phải nghĩ tới một cái kế hoạch, phải lập được cái kế hoạch xong là trong cái ngôi trường của mình có những cái gì, sắp xếp như thế nào, và từ đó là các em phải xây dựng xem là những cái block hoặc như thế nào đó. Đấy, thì như vậy tức là ngay về phía hình chẳng hạn thì những cái khối hình không gian, những cái là cũng được thể hiện ở trong đó. Ngay sau khi kết thúc một cách thành công tại Việt Nam, dự án đã được mở rộng với sự tham gia của một số quốc gia khác như Malaysia, Brazil. Những buổi giao lưu trực tuyến như thế này không chỉ giúp các em học sinh nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, mà quan trọng hơn cả còn giúp các em thể hiện được ước mơ chung về một ngôi trường lý tưởng. Một dự án học mà chơi, chơi mà học như thế này sẽ giúp những học sinh tham gia có một mùa hè bổ ích, vì các em vừa được chơi, vừa có thể ôn luyện kiến thức. Đó cũng là điều khiến các bậc phụ huynh rất yên tâm khi cho con em mình tham gia dự án. Cứ đến mỗi kỳ nghỉ hè là rất lo cho các con, thì không biết là các con đi đâu chơi gì, và mình đi làm thì cũng không yên tâm là ở nhà. Các con có thể nói là mình con ở nhà con không đi đâu, thực sự là không yên tâm. Nhưng mà khi con tham gia cái dự án này thì tự vì không phải là mình con mà còn các con nữa và các bạn ở trên một số nước tham gia, nên là cũng có luôn luôn những cái mới và các con để sáng tạo, phải suy nghĩ tìm tòi những cái mới, thì cái cuốn hút cái đấy phải có cháu rất nhiều. Dự án Trường học trong mơ chỉ là một trong số rất nhiều dự án mà trường trung học phổ thông thực nghiệm đang thực hiện. Tất cả đều có một mục đích duy nhất là áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, hiệu quả để nâng cao năng lực cá nhân của từng học sinh, giúp các em phát triển một cách toàn diện.